Xin chào bà con, ngày hôm nay Thế chia sẻ với bà con về sản lượng của cái giống riêu 2009 đó. Đó thì trong một năm mà mình năm đầu khai thác là nó được bao nhiêu nha bà con, và năm thứ tư mình kéo. Thì cách đây 2 hôm thì Thế cũng chia sẻ nhanh với bà con, như Thế cũng có đi tìm cái giống GT1 cho bà con, nhưng mà tìm chưa có ra, tại vì chắc là hết phải đi một chuyến ra Đồng Nai, ở những cái nơi như nông trường Cẩm Mỹ, Cẩm Đường, Hàng Gòn, rồi Bình Sơn của Đồng Nai á, là có trồng cái giống giống trồng chắc khoảng hơn 50% là trồng cái giống GT1 ở khu vực đó đó bà con. Đó, thì thấy được các cô bác anh chị chia sẻ tìm hiểu về cái giống riêu 2009 á, thì năm đầu sản lượng mà của năm đầu 1 hecta khoảng 500 đến 550 cây á, 1 hecta thì là 1 tấn 4, 1 tấn 4 là trung bình hả bà con, có nơi là 1 tấn 6. Đó là năm đầu, và năm thứ tư là 2 tấn 6 nha bà con. Năm thứ tư là 2 tấn 6 thì Thế cùng bà con tính ra hết, nếu mà mũ quy cô như vậy á, thì tính ra mũ nước là sẽ được bao nhiêu mũ nước, rồi mình sẽ áp giá thời điểm giá hiện nay, thì mình sẽ tính ra được là 1 hecta trong một năm là nó sẽ được bao nhiêu tiền nha bà con. Rồi Thế có cái máy tính đây, Thế cũng cùng tính với bà con ha. Rồi thì 1 hecta, 1 hecta là 1 tấn 4 nè, đó 1 tấn 4. Tháng tư thì cái mũ mà mũ nước, thì cái mũ nước năm đầu của cái giống riêu 2009 á, thì nó khoảng tầm 32-33 độ á, nó độ rất là cao, nó chỉ thua chút xíu so với giống riêu 4 thôi, còn ngoài ra thì nó rất là cao, cao hơn mấy cái giống khác đó. Thì mình tính cái mức trung bình là 33 độ đi ha mọi con, 33 độ thì nếu mà tính theo quy khô thì mình phải trừ đi 3, tức là 100 kg mũ nước mà 33 độ đó, 33 độ á, thì sẽ được là 30 kg mũ quy khô nha bà con. Mình trừ ra 3 độ, mình trừ ra 3 độ thì còn lại là 30 kg mũ quy khô. Như vậy 1 tấn 4, tức là 1.400 kg mũ khô đó, thì sẽ ra được bao nhiêu mũ nước để mình nhân cái giá, rồi mình tính cái tiền để mà biết trong một năm là cái lô 1 hecta cạo D3 giống riêu 2009 sẽ được bao nhiêu tiền nha bà con. Rồi mình sẽ tức là mình lấy 1.400 kg mũ nước mũ quy khô nhân chi với 100 và chia cho 30 thì nó ra là 4 tấn 6666, tức là mình cho là 4 tấn 7 đi nha bà con, 4 tấn, tức là 4.700 kg đó, 4.700 kg. Thì hồi nãy Thế cũng chia sẻ với bà con, do mình tính mũ quy khô thì mình sẽ từ 33 độ á, mình sẽ trừ đi 3 đó. Thì như vậy thì bây giờ mình quy ra được mũ nước của 1 tấn 4 là 4.700 kg rồi. 4.700 kg thì nhân với đơn giá này, nhân với đơn giá hiện tại thì tùy khu vực. Ví dụ như khu vực Tây Ninh đây là 385 nè. Đó 385 nha bà con. Rồi, nhân với số độ là 33 độ. Tại vì cái giống riêu 2009 là cái độ nó cao lắm, thì tầm 33 độ là rất là hợp lý nha bà con. 33 độ miệng kéo năm đầu tiên. Đó thì nó sẽ ra số tiền là 59.713.500 đồng nha mọi con. Đó là nó gần 60 triệu, nó gần 60 triệu. Để thấy nó gần 60 triệu, nó gần 60 triệu 1 hecta một năm đó. Nhưng mà như vậy thì năm đầu tiên là được 60 triệu 1 hecta giống riêu 2009.
Như vậy thì năm thứ tư thì nó là sản lượng nó là lên đến là 2 tấn 6 rồi, coi như là nó muốn gần gấp đôi, thì mình tính cho gấp đôi đi. Thì năm thứ tư nếu mà đơn giá vẫn là 385, năm thứ tư thì cái độ nó sẽ lên hơn nha bà con. Mình cũng vẫn tính là 33 độ đi. Thì mình lấy mình tính ra sẽ được là năm thứ tư, để hãy tính với chia sẻ với bà con luôn. Là năm thứ tư là 4 tấn 6 á, đây 2 tấn 6, tức là 2.600 kg nè. Nhân với 100 nè. Mình chia cho 30 là nó ra 8 tấn 666, tức là 8 tấn gà là 8 tấn 7 á. Mình làm tròn là thành 8 tấn 7 cho con, tức là 8.700 kg. 8.700 kg nè. Rồi nhân với đơn giá là 385 đi. Rồi nhân với số độ là 33 độ. Thì nó sẽ ra là 110 triệu 500 cái lẻ lẻ mình bỏ đi nha con, thì nó sẽ ra là 110 triệu 1 hecta giống riêu 2009 cạo ly 3 đó. Bà con thấy như vậy với cái đơn giá thì hiện giờ nó cũng cao đó, thì bà con thấy là sản lượng của giống riêu 2009 thì theo thế thấy thì nó rất là nhiều rồi, với là cái gỗ thì nó sẽ to hơn. Còn cái trữ lượng gỗ nó bằng hoặc nó hơn cái giống BV235 nha bà con. BV235 á, thì là cái giống mà có trữ lượng gỗ lớn nhất rồi, nhưng mà BV Rio 2009 nó lại có cái trữ lượng gỗ lớn hơn nữa. Như vậy thì năm hết chu quy lại là năm đầu tiên giống Rio 2009 là mức trung bình ở khu vực như là Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh nhưng mà không có Đồng Nai. Tây Ninh đó thì theo cái thống kê thì sẽ được làm trung bình là 1 tấn 4 ngũ vị khô 1 năm đầu tiên, và năm thứ tư là 2 tấn 6 đó, đó. Thì bà con thấy như vậy là và quy ra số tiền luôn, năm đầu tiên quy ra số tiền với đơn giá là 385 đồng trên một độ, với số độ là 33 độ á, thì nó sẽ ra là năm đầu tiên là 59 triệu và năm thứ tư là 110 triệu trên một năm thu hoạch đó. Đó thì thế thấy là khá là cao rồi. Bà con thấy như thế nào thì bà con chia sẻ ha, cộng với do cũng một phần là do cái giá mủ nó cao nữa. Rồi thì video đến đây thì thế cũng chia sẻ một số thông tin về cái giống riêu 2009 và cái sản lượng năm đầu và năm thứ tư đến bà con. Cũng mong bà con góp ý cho những cái chia sẻ của Thế ha. Thử coi là bà con đã trồng và cạo thực tế thì trong một năm á, bà con có được cái sản lượng như vậy không ha. Đó là cái thống kê mới nhất. Rồi, Thế xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn bà con và hẹn gặp lại bà con ở những video khác ha.